Kim Hậu đang ở đâu thì chắc quý vị ở Nha Trang biết rồi phải không? Té xanh đường rất là nổi tiếng ở chợ Xóm Mới, đối diện chợ Xóm Mới. Và hôm nay Kim Hậu quay cái cảnh này để cho quý vị thấy là chợ Xóm Mới đã hồi sinh như thế nào. Cái không khí rất là tưng bừng, rất là vui. Bữa trước mua qua vào trong rồi đó, đây biết rồi. Thôi, phải ăn thử biết rồi ăn ngon. Lát rồi ra lại mà. À. Bữa trước có đưa cái kẹt rồi đó, phải không? Đưa cái kẹt màu vàng đó, phải không? Hai cái đứa trẻ đó nó làm chả ngon lắm á. Lát đi ra mua cho nó. Hai vợ chồng, mọi người thì vợ chồng thì người Bắc, người vợ thì người Tây. Trong đó là có mặn có ngọt, mặn chứ mặn không à. Lấy cho chục cái đi ha. 2, 5, 1 rồi gì nữa không? Vậy thôi à, mua cho má ăn rồi quậy ăn cái này ngon. 20 rồi. Cái bánh này là bánh lọc chay, không có chay mình luộc như gì nữa ăn có được không? Sao vừa chay vừa mặn á, vừa đậu xanh vừa tôm phải chay. Người thích ăn đậu xanh, người thích ăn tôm. Rồi cảm ơn chị. À, không sao, cảm ơn.
tiên các sạp mở. Dây đã được mở rồi. Bây giờ người ta quen đi chợ phía ngoài rồi, người ta không có đi vô trong nữa. Để chị tới đây mua luôn hả? Tôm biển hay tôm gì? Tôm biển, tôm biển cơ. Sao có một con tôm khác à? Dạ, tôm sú.
có trộn luôn vậy hả? Dạ em có tôm sú, trộn luôn cái đem riêng với mày ăn nhiều quá hết rổ thì đem chung. Đường để riêng giùm dạ, đường để riêng nè, bị đường riêng nè. Cái đó gọi là cái gì? Dạ su sa xanh nam. Su sa xanh nam, không có cái đen đen á. Dạ sao sáng. Cái màu đen đen á. Dạ có, mua nhiều ít nữa. Bán cho riêng cái đó một gói thôi đi, dạ. 10 ngàn đó thôi. Là bằng cân ký lô không à nha, chè xôi là cân ký lô để cho người ta mua người ta cúng rằm hay là 30/1 đến khách hàng mà mua á. Bên này vẫn còn người bán, bên này là hôi mùi cúng tái chuột. Hy vọng là mỗi ngày một tiến bộ hơn và không có gì đáng tiếc xảy ra trong mùa dịch này.